Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Trên tên mình đây là xe phân khối. Đem được sản phẩm này, chúng ta cần chuẩn bị dây thủ công, bút dạ, cọc cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm. Các bạn ơi, lại là mạch đời. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi cắt dán sản phẩm, các sản phẩm cho bạn xem nha. Và đây là các sản phẩm mẫu có sẵn của mình. Mình giờ chỉ việc là đi dùng bút dạ đi vẽ lại nét thôi cho bạn xem. Các bạn sẽ còn được nhận cái hai trăm cm ra trên kênh của tất cả các bạn rất là nhiều.
Bây giờ mình sẽ cắt giá khoảng dưới các bạn ạ. Khoảng dưới khoảng ấy. Các bạn là vậy là mình đã xong tác phẩm cắt dáng của mình đến đây. Các bạn thấy đẹp và hay cho mình xin được like lại đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.